Xin chào, tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish. Yeah. Hôm nay Shinsuke làm bẩn vì lúc trước Kazu cho Shinsuke quá đáng. Echo. Nè. Shinsuke cũng cho Kazu quá đáng. Shinsuke cho Kazu bẩn Việt Nam. Bẩn này là Hong Kong, Nhật Bản. Nhưng mà Việt Nam tự làm được và có nhiều tiền. Shinsuke có thể quyết định viết gì tìm vào tìm Kazu, bảo tìm em mày dân kinh, đừng bảo tìm Kazu mày dân kinh. Vì Kazu chỉ có bạn gái nên Shinsuke làm bạn. Yeah. Cái này bao nhiêu tiền? Inox kim loại. Kim loại là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Sai. Sai. Sai sai. À, sai cái này. À này, 600. 600. Yeah. Bình thường, cái này là bình thường. Cái này bình thường, mica. Kazu ơi. Shinsuke cho ăn Kazu quá đáng. Tại sao? Shinsuke nghĩ lắm. Tại sao Kazu chưa có bạn gái? Cô gái Việt Nam không hiểu. Kazu ở đâu? Kazu ở đâu? Nè, chưa gặp bạn gái. Bây giờ không có yêu em nữa. Shinsuke nghĩ nhiều lắm. Shinsuke làm bạn. Xin mời. Cái gì hả? Cái là bạn giao tôm nhỉ? Giống như bảo giao tôm. Bạn được biết gì? Kazu. Nói đi. Đường vào tim Kazu. Mọi người ơi, hôm nay là không phải bằng tiếng chi nè. Hôm nay là đường vào tim Kaz. Yeah. Kaz. Chính xác. Là cái gì à? Cái này là có ý nghĩa là gì à? Mọi người không biết Kaz ở đâu. Nên chắc chắn không biết. Nên nhưng mà nếu có duyên thì sẽ gặp nhau đó. Nên cái này không cần. Cô gái Việt Nam thấy bản này thì có thể gặp Kazu. Kazu phải để bản này ở đâu? Ở nhà. Ở nhà hả? Vâng. Nếu để ở nhà đó. Treo trang ngực của Kazu. Đấy là không. Nếu là treo của Kazu thì không ai nhận ra nữa. Không ai cũng nhận ra Kazu ở đâu. Từ vùng này đường vào tim là giống như ký ức của người tìm mùa đông. Đường vào tim Kazu mày ra kim và tay. Cố gắng nhỉ? Dạ, cố gắng gì? Cố gắng làm gì? Khi nào Kazu sẽ có bạn gái à? Khi nào chắc chắn Kazu sẽ thành công. Đừng vào tim Kazu mày dân kinh.
bây giờ là sẽ có bạn gái bây giờ tìm mỗi ngày tìm bạn gái Việt Nam nên phải anh ấy chỉ là đến theo bạn này thì nhiều người tìm ra ta dư ô đồ ô dễ hiểu không? Em cũng nghĩ vậy. Nếu là người theo bản này thì em nhận ra thấy gì đó thì bắt cá gì đấy. Cảm ơn em. Rồi. Cho nên là tắt bài nè. Không phải. Cá dư đứng ở đây đi. Đi, ok. Đứng ở đây đi. Bây giờ cho nên là đường này là di chuyển nhiều, hãy tìm đường này nha, bye bye.